Đây chính là đại diện nổi tiếng của công ty giải trí tên Choi Se-hun. Chỉ cần là người mà anh ta nhìn trúng, ngay lập tức sẽ trở nên nổi tiếng. Anh là tổng tài bá đạo lạnh lùng, hành động độc lập chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bất kỳ ai. Hôm đó một minh tinh của công ty trốn ra ngoài ăn vặt, vì sau đó phải quay phim nên trợ lý vội vàng gọi điện cho Se-hun, nhưng anh lại tắt máy một cách quyết đoán. Trợ lý chỉ đành đuổi theo cô vài con đường, cuối cùng chặn cô ở một ngõ cụt. Minh tinh vội kêu lên cứu mạng, trợ lý vội vàng giải thích nhưng mọi người không tin, còn đánh ngã anh, mà người đó chính là một thiếu nữ. Minh tinh lại một lần nữa chạy thoát, anh trợ lý chỉ có thể gọi điện lại cho Se-hun. Anh nghe thấy tiếng trợ lý hoang mang nói minh tinh chạy trốn rồi thì vô cùng tức giận, vội vàng trách cứ tại sao không hồi báo ngay, tại sao anh không chịu nói sớm. Trợ lý thể hiện dáng vẻ của người đi làm thuê nào cũng có, vừa tắt điện thoại liền oán trách sếp của mình. Anh còn không chịu nghe điện thoại, nói tôi làm sao mà báo cáo được, không nghe điện thoại thì làm sao mà nói được. Trong lúc trợ lý đang điên máu, tôi biết đi đâu tìm người quay bây giờ. Trợ lý vội vàng quỳ xuống trước mặt Iriung, cầu xin cô quay giúp anh, nếu không anh sẽ bị sếp đuổi việc. Người mới từ quê lên như cô nào biết nhiều như vậy, chỉ có thể đồng ý giúp anh ta ghi hình. Lúc này Se-hun cũng đưa Minh Tinh trở về. Trong lúc anh bước vào nơi ghi hình, vừa quay đầu liền nhìn thấy Iriung tao nhã, ngọt ngào. Có thể đã nhìn nhiều những cô gái quyến rũ đến chán rồi, nên lúc này sự tươi mới và tinh tế của Iriung đã thu hút anh. Sau đó anh hỏi trợ lý tình hình như thế nào. Anh liền cho rằng Iriung chính là bảo vật chưa được khai phá, muốn bồi dưỡng cô ấy. Bên này Iriung sau khi ghi hình xong liền đi thay trang phục, bởi vì không phải là nghệ sĩ của công ty nên không ai chăm sóc cô ấy. Sau khi cô đưa lễ phục ra ngoài, lại không có ai trả lại quần áo cũ cho cô. Cô kêu gào nhưng không có ai đáp lời, chỉ đành ném đồ vật ra ngoài để gây sự chú ý. Không ngờ động tĩnh quá lớn đã thu hút rất nhiều người đến. Trợ lý bị đẩy vào trong quan sát tình hình. Iriung thấy là đàn ông vào liền đuổi ra ngoài. Là tổng tài bá đạo Se-hun không cho phép hành động ngông cuồng này, vừa đi vừa tránh đồ đạc bước đến chỗ Iriung. Bá đạo nắm lấy tay của cô, nhưng không ngờ Iriung lại dùng lực kéo anh đến bên cô. Anh mở to hai mắt nhìn xuống. Tổng tài bá đạo lúc này cũng không thể thành thật, nhìn xuống thân hình của cô tất cả đều thu vào mắt. Sau khi tỉnh dậy, Se-hun đến tìm Iriung, nhưng đối với cô gái thôn quê không biết đến cuộc đời, lại không có chút hứng thú nào với chuyện làm minh tinh nổi tiếng nên muốn rời đi. Người được mệnh danh là bàn tay vàng như Se-hun lần này lại bị từ chối. Anh kéo Iriung lại, Iriung chỉ cần dùng lực nhỏ cũng kéo anh đến gần. Se-hun bị mất mặt dùng phương thức ngầu nhất kéo cô về phía mình, động tác anh biểu cảm cũng ngầu, nhưng giây tiếp theo anh lại bị đẩy ngất ngay trên sàn. Iriung nhìn thấy ngây ngốc, không ngờ anh lại yếu đuối như vậy. Trợ lý đến xem anh có còn thở hay không, sau đó nói Iriung nhanh chóng rời đi. Se-hun tỉnh lại vẫn không chết tâm. Thông qua điều tra biết được người thân duy nhất của Iriung là ông nội, đã mất không lâu rồi. Trước mắt bản thân đang sống trong một vùng núi, có thể bởi vì không phục và vì lợi ích nên anh đích thân tìm đến ngọn núi đó. Một người ở đó nói rằng xe không thể đi lên đó được nhưng anh lại không nghe, nhất quyết lái xe đi lên nhưng sau đó liền bị vả vào mặt. Gì vậy, ô tô thực sự không thể đi vào sao? Trên người bộ Âu phục đeo kính râm, anh bắt đầu hành trình leo núi của mình. Lúc bắt đầu còn có khí chất, kết quả sau khi leo được đến đỉnh anh đã thành ra bộ dạng như thế này. Không dễ gì mới lên đến đỉnh, anh nhìn ra lại thấy thì ra anh lại đến bên bờ vực. Yêu Iriung, anh bất lực nằm trên đất. Trong lúc này đột nhiên lại nghe thấy tiếng chó sủa. Nhìn về phía đó cuối cùng cũng có thể thấy một căn nhà, nhưng khi đến nơi chỉ có tiếng chó sủa không thấy chủ nhân. Se-hun lúc này chỉ có thể mệt mỏi ngồi đợi ngoài cửa rồi ngủ thiếp đi. Lần tiếp theo tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy. Mặc dù sợ hãi nhưng anh vẫn đi kiểm tra. Kết quả nhìn thấy Iriung đang nằm dưới nước. Nghĩ rằng cô vì ông nội qua đời mà nghĩ không thông, nhanh chóng nhảy xuống. Iriung nghe thấy tiếng động liền bật dậy, kỳ lạ nhìn xem là thứ gì. Gì vậy? Thứ gì vậy? Se-hun nhìn thấy Iriung tưởng là xác chết, hai người đều hét lớn. Se-hun bị dọa đến chìm xuống nước mà Iriung cũng nhanh chóng trèo lên bờ. Iriung vẫn đang sợ hãi không biết là thứ gì, mà Se-hun lúc này không còn vùng vẫy nữa, chìm sâu xuống đáy hồ. Anh ấy vốn là đại diện nổi tiếng của một công ty giải trí, muốn chiêu mộ một cô gái nông thôn về làm minh tinh nên đích thân đến vùng núi cao. Đây chính là tổng tài nhát gan nhất mà tôi từng thấy. Buổi tối ở trên núi không có điện, anh ta lại sợ tối, âm thầm đốt hết nến trong phòng lên. Đột nhiên nhìn thấy con rắn ở trên nóc tủ. Yêu Iriung, chuyện gì vậy? Có rắn. Tôi vốn định bắt nó, lại sợ là do cô nuôi nên không bắt, muốn hỏi cô một chút. Tổng tài cũng đúng là nhanh trí thật. Iriung nói cô nuôi một con rắn trắng, còn ném dây thừng mà ông nội dùng khi leo núi về phía Se-hun. Cái này thật sự rất giống rắn.
Iryung bất lực rời đi, nhưng Sehun lại giữ cô lại. Đừng đi. Tôi lớn lên trong môi trường mà ban đêm cũng có đèn điện. Những nơi như này thật sự không quen. Tôi rất sợ, cô hãy ở bên cạnh nắm tay tôi được không? Tôi có thể nằm trên đùi của cô không? Nhưng người kiêu ngạo như anh làm sao có thể nói ra câu sợ hãi? Cuối cùng anh nắm tay Iryung nói muốn kể cho cô nghe chuyện ở thành phố. Nhưng cô đã nhìn ra chút tâm tư của anh ta, liền nói anh mau bỏ tay ra. Còn không mau bỏ ra. Cô có bệnh công chúa sao? Tôi điên rồi sao? Sao tôi phải cầm tay cô? Bệnh công chúa của cô có phải càng ngày càng nặng không? Sehun thà chết vẫn cứng miệng. Hai người cứ lôi kéo không ngừng. Kết quả Sehun bị kéo nằm đè lên Iryung. Lúc này Sehun nhìn thấy khuôn mặt Iryung dường như phát sáng, không nhịn được lộ ra nụ cười. Anh định cứ như thế này sao? Sehun chỉ có thể ngại ngùng đứng dậy, không cam tâm nhìn Iryung rời đi. Iryung vừa về phòng Sehun đã đi đến, miệng nói muốn vào trong bàn công việc. Nhưng phòng của con gái sao có thể vào dễ dàng như vậy? Iryung trực tiếp cầm gậy, lúc này Sehun chỉ đành rời đi. Nhưng khi anh nhìn khung cảnh xung quanh, cảm giác sợ hãi lại nổi lên. Không thèm để ý đến thể diện nữa, không ngừng gõ cửa muốn xin vào phòng cùng Iryung. Trời ơi, đúng là chịu không được nữa, cô chỉ đành đồng ý với anh. Nếu thật sự sợ như vậy, thì anh vào đi. Nhưng cô cũng có cách của mình. Cô trói một tay Sehun lại rồi mới đi ngủ. Côn trùng, côn trùng, côn trùng. Khi tỉnh lại, Sehun phơi mình dưới nắng còn nói muốn dùng mỹ phẩm và kem chống nắng. Kết quả Iryung chỉ có 2 lọ. Anh nghĩ lại bàn của mình đều tràn ngập đồ dưỡng da, nhưng bây giờ ở nông thôn chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Còn dạy Iryung làm thế nào để sử dụng nó đúng cách. Iryung nhìn người con trai trước mặt thật sự chịu không nổi, nói anh mau chóng xuống núi đi. Nói xong liền rời đi làm việc. Sehun muốn thuyết phục cô làm nghệ sĩ nên cứ liên thuyên không ngừng khi cô làm việc. Nhưng Iryung lại nghe tai này lọt qua tai kia. Sehun lúc này vội vàng lấy chiếc xẻng bắt đầu làm việc. Tiếp theo nào là phơi quần áo, nào là hái ớt còn rửa bát. Những việc này đều là những việc trước đây anh chưa từng làm. Một bên vẫn giải thích cho Iryung nghe về lợi ích của việc làm minh tinh. Nhưng người đã sống lâu ở trên núi như cô vốn không có ý định đó, nói anh mau chóng xuống núi đi. Thấy không thể đàm phán được nữa, Sehun chỉ có thể để lại phương thức liên lạc, nói cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Khi trở về thành phố, anh cảm thấy mình bị đả kích vô cùng, muốn khôi phục lại thể diện. Vậy nên anh đến phòng tập luyện. Xin chào giám đốc. Tự tôn đã trở lại rồi, tự tôn đã trở lại rồi. Sau khi tận hưởng sự sùng bái của thực tập sinh, lại đến tận hưởng sự tâng bốc của nhân viên, nhưng đả kích trong anh vẫn không thể nguôi ngoai. Cho dù thân thể đã trở về thành phố nhưng linh hồn thì vẫn ở trên núi, đi đường cũng không thể đi bình thường. Mỗi phút mỗi giây đều lôi điện thoại ra xem có ai gọi không. Tắm xong cũng chạy ra kiểm tra điện thoại. Sau khi thức dậy, điều đầu tiên làm cũng là kiểm tra điện thoại. Lúc này Sehun cuối cùng cũng thất vọng. Làm trong ngành giải trí bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh cũng biết cảm giác thất bại. Điều này suýt nữa làm trợ lý sợ chết khiếp. Lúc này chỉ có thể nịnh bợ sếp. Chính vào lúc hai người trở về công ty, đột nhiên nhìn thấy thông tin ở trên TV. Trên núi đột nhiên xuất hiện trận mưa lũ sụt lở. Sehun có chút lo lắng. Lúc này Iryung đang ở trong phòng chống chọi với cơn bão, sấm chớp đùng đùng. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, ôm lấy chú chó an ủi lẫn nhau. Đột nhiên nhìn bên ngoài có bóng người, cô bị dọa cho sợ hãi mà hét lớn. Chú chó cũng sủa lớn hơn. Iryung nhìn kỹ lại, Sehun xuất hiện như thiên sứ trước mặt cô. Iryung chạy đến ôm chầm lấy anh, sợ hãi trong lòng cũng được an ủi. Trong phòng lại đột nhiên trở nên ấm áp. Trong lòng Sehun sớm đã không chỉ còn muốn cô làm nghệ sĩ cho mình nữa rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Iryung, trong lòng dường như đã ấp ủ một tình yêu với người con gái này. Tình cảm mập mờ này dường như đã lớn dần trong tim hai người họ.